Ôi không biết bao nhiêu năm rồi mới quay lại cái cửa hàng Vicon anh em ơi. Nhiều quá, nhiều súng quá. Cái gì đây? Famat Camo. Ôi ngày xưa vô thì chỉ dòm cho đã con mắt thôi. Chứ bây giờ thì có tiền rồi nè. Mua nè. Rồi M16 Camo. Lạ quá ta. Nhiều nhiều con súng lạ lắm anh em. Ôi SG552 Camo. Ôi nhiều dòng Camo quá. Anh em có thích dòng súng nào trong này không? Ôi cái này cái gì lạ quá ta. Chả biết luôn. Nhìn súng xấu quá. Không biết bắn ra làm sao. Ôi nhiều quá nhiều quá nhiều quá. Súng ngắm nữa nè. Những cây súng chưa bao giờ mà em thấy bao giờ luôn. Qua này cũng có nhiều cái hay chứ ta. Để bữa nào có tiền làm từ từ nha anh em. Ôi quá trời quá trời quá trời. MG quá trời luôn nè. Thôi nhưng mà trở lại với cây súng chính của chúng ta ngày hôm nay. Mua thôi. Chiến. Dứt nè, 3 ngày. Những kỷ niệm về một tựa game FPS huyền thoại. Chia sẻ một số trải nghiệm về những loại vũ khí trong game đột kích. Khơi nguồn cảm hứng và gắn kết cộng đồng đam mê game bắn súng. Tất cả có mặt tại Pentakill Profile. Phát trên sóng FM tần số 64 MHz. Ấy chết, nhầm rồi. Ra video đều đặn hàng tuần. Let's go. Chào tất cả anh em đã đến với kênh của Pentakill Profile và em là Ben đây. Sau nhiều ngày vắng bóng thì em đã trở lại và lợi hại hơn gấp bội phần đây anh em à. Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất rất nhiều tiền. Xưa thì không mua được thì giờ ta chiến thôi. Nói đùa thôi chứ cũng nhờ vả anh em hết thôi. Tất cả video trên kênh em là nhờ anh em góp sức hết. Nhớ lúc xưa là 12-13 tuổi á, em không có tiền mua mấy cái khẩu camo này. Nhìn mà thèm lắm. Dù biết là chỉ được sử dụng ngày thôi nhưng cũng khao khát ghê lắm luôn. Nhớ có cái lần là nhớ đâu năm 2010 á, nó có cho xài RE 24 giờ mà em thì không nhớ là phải RE hay không hay là phải làm nhiệm vụ gì đó, nhưng mà cái ngày hôm đó thì em bận ở lại kiểm tra và không về được. Lúc này em còn đi học á anh em. À, có mấy thằng bạn á, nó rủ trốn về chơi đi, đi bắn 46 camo nè. Lâu lắm á thì nó mới cho RE một lần. Mà ngặt cái là bữa đó là cái cơ hội cuối cùng mà bà cô dạy toán á bà cho em kiểm tra lại nên em không có dám nghỉ. Còn nghĩ tới cái cảnh mà tụi nó bắn á, mà nóng cả mông luôn. Tính là buổi chiều về chơi nhưng mà trưa bữa đó thì ông già em á, ông nổi hứng là yêu con. Nên là ông đi rước. Vậy là tạm biệt một cái ngày đẹp trời cùng AWM Camo trong cay đắng luôn. Mặc dù là nó cho free cũng một hai lần nữa. Nhưng mà không sao anh em à. Quân tử mua đồ 10 năm chưa muộn. Xưa 12-13 tuổi không mua được thì giờ 27-28 tuổi mua có sao đâu. Đúng không? Và em xin anh em một chút thời gian để nói về trải nghiệm khi mua súng Vicon lần đầu tiên sau mười mấy năm nha. Giờ gọi là Gocon rồi nhưng mà do quen thì em vẫn gọi là Vicon nha anh em. Anh em có bao giờ mà được trải nghiệm cái cảm giác mà gần ngực nó có như có điện chạy anh em. Mà cái bàn chân thì nó tê tê chưa? Mua súng Vicon cảm giác nó y như vậy á. Nói sướng thì nó không có chân thật lắm. Thật sự là ngần ấy năm rồi, mười mấy năm rồi cái súng Vicon á nó vẫn hiển hiện ở trong cái cửa hàng đó. Nhưng mà lần đầu nó vẫn thích lắm anh em à. Mà cái cửa hàng Vicon nó đa dạng phong phú quá trời luôn anh em. Xưa thì chỉ có dòng camo thôi. Nhưng mà bây giờ cái kho súng Vicon á, nó rất là nhiều luôn. Anh em nào mà thích cái dòng nào trong cửa hàng này á, thì cứ comment cho em biết nha. Nhiều súng nói thật là em chưa được cầm bao giờ. Chưa được bắn một lần, một giây, một phút nào luôn. Và em mua lần này là để trải nghiệm và bắn lại cái cây súng mà xưa em thèm chảy cả nước miếng luôn. Chứ không phải là em quảng cáo để anh em vô đây anh em mua súng nha. Nói thật luôn, đa số các loại súng ở đây bắn cũng bình thường thôi. Nó như súng GB vậy đó. Nhưng mà cũng có mấy cây khá là thơm và ngon. Nhưng vĩnh viễn thì không có được nha anh em. Nó chỉ có sử dụng ngày thôi. Mà chắc anh em thì cũng chẳng ai mặn mà với mấy cái loại súng mà không vĩnh viễn này đâu. Chơi nó hơi phí tiền đúng không nè. Mà anh em phải công nhận một điều là xưa, khi chưa có báu vật á, thì ai mà cầm mấy cây camo này vô rơm là được bao ánh mắt mà dòm ngó luôn. Cả tem địch và tem mình thằng nào cũng mong anh em nằm xuống hết, tin em đi. Để làm gì thì anh em biết rồi đó. Mà xưa mà cái cây được mua mà ở dòng camo này nhiều chắc là em nghĩ là RBK camo á, em nghĩ vậy thôi nha. Chứ thật sự là hiếm, rất hiếm khi thấy ai cầm tiền mà đi mua mấy loại súng này. Đa số người ta nạp vô người ta mua GB, người ta mua súng GB không à. Rồi hoặc là người ta mua rìu, mua sẻn thôi. Chứ ít bao giờ mà mua những cái loại vũ khí xa xỉ này lắm. Xưa ở cái tiệm net của em á, thì cũng có hai ông trạc tụi em. Lâu lâu là tụi nó lại mua súng camo chơi vài ngày. Mà tụi nó cũng học chung trường với em luôn. Mà hay đi chơi net trễ lắm. Đa số là những cái lúc mà em gần nghỉ mới thấy tụi nó lết xác vô.
mà lúc nào tụi nó cũng áo thì ướt đẫm, quần thì đôi khi còn dính bùn đất. Trong net thì hay chọc hai ông này á là đi ruộng xong về chơi net hả. Rồi có một bữa mà em mới biết là nguyên nhân mà tại sao mấy ông này nó hay dơ như vậy, mặc dù là mặc đồ học sinh. Thì cũng có một ngày nữa, ông già em lại yêu thương và lại đi rước. Đang bon bon đi trên cây cầu á, thì em mới nhìn xuống bến sông thì thấy hai chả đang vét sắt vụn á anh em. Một số anh em chắc sẽ biết xưa một cái cây cầu nào mà xây xong rồi á, thường thường như là những cái cây cầu khá là to, ở hai bên bờ nó có rất là nhiều sắt vụn luôn. Người ta hay đi nhặt lắm, gọi là đi mót sắt á, có cả người lớn luôn chứ không phải con nít nữa. Mà lựa cái lúc nước ròng á, tức là khi mà thủy triều xuống á, không phải là nhiều nhưng mà chịu khó lội sình, với chịu khó giờ một chút, có khi may mắn thì vớ được cả cây sắt to luôn. Và thì ra đây là cái cách mà mấy ổng kiếm tiền để mua súng camo, nể thiệt, hy sinh hết mình vì cái sự nghiệp chuột phím luôn. Và nói chung á, là mấy bữa sau em cũng không có chọc ghẹo gì mấy ông này hết, vì tính ra là mấy ổng cũng bỏ sức lao động ra. Em xưa thì có khi còn bẻ trộm thép gai của nhà đi bán mà. Mà mấy nay á, em bắn cái cây này mắc cười một cái á, là có mấy ông cũng vứt súng mà lụm lại bắn luôn. Nhìn hài ghê, nhớ lại y hệt như xưa lúc mà canh mà lụm cái súng này. Còn về dòng AWM này á, thì em không cần nói nhiều về cái hiệu năng của nó nữa rồi. Camo thì bao năm nó vẫn đẹp như thế, nhìn rất là ngầu luôn. Súng camo nó vẫn có cái gì đó rất là riêng và rất là đỉnh. Hơi bị cuốn với mấy cái dòng này, không hiểu tại sao. À, thì khi mà mua xong cái cây AWM á, thì em mới thấy cây B228 camo này nó có một go con à, nên em mua luôn, ghép set cho nó đẹp. Chứ mà biết thế thì mua USB cho rồi, USB camo bắn cũng rất là ngon. Lúc rải em ra hơi ít video nên anh em thông cảm nha. Nếu anh em thấy hay thì đừng quên ủng hộ em bằng cách đăng ký nha. Xưa anh em thích em nào trong cái cửa hàng Vicon này thì cho em biết với nha. Cảm ơn anh em đã xem video đến đây. Em làm video hơi dài vì một phần là để lại xem làm kỷ niệm luôn. Ai không muốn xem nữa thì có thể dừng lại ở đây nha anh em. Bye bye anh em. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If
you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.